Bạch Lộc bị một mỹ nhân chặt đẹp khi khoe ảnh sánh đôi bên người yêu. Là một sự kiện kỷ niệm cuối năm của nền tảng trực tuyến lớn đã phát hành nhiều bộ phim Hoa ngữ gây tiếng vang trong năm, nên sự tương tác của các diễn viên tại sự kiện đêm hội EQG 2023 được khán giả cực kỳ quan tâm, đặc biệt đối với Bạch Lộc và Trương Lăng Hách, một trong những cặp đôi đang làm mưa làm gió màn ảnh nhỏ với bộ phim cổ trang Ninh An Như Mộng. Xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện, Bạch Lộc, Trương Lăng Hách cùng đoàn phim Ninh An Như Mộng đã gây ấn tượng với nhan sắc sáng sân khấu cùng thần thái khác biệt. Ngay trong sự kiện, cặp đôi chính Ninh An Như Mộng cũng liên tục có những tương tác thân thiết dù bị xếp ngồi khác bàn. Đặc biệt, bức ảnh chụp chung giữa Bạch Lộc, Trương Lăng Hách và nữ phụ Lưu Tá Ninh mới đây đã trở nên nổi tiếng trên các mạng xã hội. Trong loạt ảnh, có thể thấy dù là đang chụp ảnh tập thể, nhưng khoảng cách đứng giữa Bạch Lộc và Trương Lăng Hách khá gần nhau, trong khi nam chính Ninh An Như Mộng lại giữ khoảng cách khá xa với Lưu Tá Ninh. Động thái này khiến cư dân mạng không khỏi đặt ra nghi vấn, cặp đôi Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đang hẹn hò. Được biết, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách cũng từng có tin đồn hẹn hò, tuy nhiên phía nhà gái đã ngầm phủ nhận khi tuyên bố độc thân. Sau đó, blogger đồn đoán hai người này từng yêu nhau nhưng đã chia tay. Khi xuất hiện cùng khung hình, Bạch Lộc dù xinh đẹp nhưng vẫn bị Lưu Tá Ninh chặt đẹp, trong khi Bạch Lộc chỉ được nhận xét là xinh xắn. Lưu Tá Ninh lại nhanh chóng gây sốt vì nhan sắc hoàn mỹ cùng thần thái sang trọng không kém cạnh các mỹ nhân hàng đầu showbiz hiện nay. Đây không phải lần đầu Lưu Tá Ninh lu mờ Bạch Lộc, ngay cả khi lên phim, nhan sắc của nữ phụ Ninh An Như Mộng cũng nhiều lần khiến Bạch Lộc trông kém sắc hơn hẳn. Bỏ quên Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi và Dương Mịch công khai đối đầu. Được mệnh danh là những mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp dịu dàng thanh tú của showbiz, nhưng cả Lưu Diệc Phi và Dương Mịch cùng có những khoảnh khắc mất kiểm soát biểu cảm trên gương mặt, khiến netizen không khỏi bật cười. Nổi tiếng vì thành tích phim ảnh và nhan sắc xinh đẹp, thế nhưng Lưu Diệc Phi mới đây lại bất ngờ bị lộ khoảnh khắc đáng xấu hổ khi tham dự một sự kiện lớn. Được biết, vào ngày 26 tháng 11 vừa qua, Lưu Diệc Phi đã có dịp tới Abu Dhabi để tham dự giải đua F1, có mặt trên khu vực khán đài. Lưu Diệc Phi vẫn giữ được nhan sắc cùng khí chất bất phàm của mình như thường lệ. Tuy nhiên, khoảnh khắc mất kiểm soát biểu cảm của Lưu Diệc Phi khi ở giải đua này được cư dân mạng chia sẻ trên Weibo vào sáng ngày 27 tháng 11. Khán giả hiện đang rất tò mò, không biết thần tiên tỷ tỷ đã thấy những gì trên điện thoại mà có thể bày ra vẻ mặt hoảng hốt đầy hài hước như vậy. Mặc dù chỉ là một trong những lần hiếm hoi để lộ ra biểu cảm ngũ quan bay tán loạn, nhưng có thể thấy hình ảnh của Lưu Diệc Phi không hề xấu đi, ngược lại còn có phần gần gũi hơn với khán giả. Trong khi đó, Dương Mịch cũng có khoảnh khắc lọt top hot shot vì biểu cảm vô cùng hài hước. Được biết, nàng tiểu hoa 85 là một trong những khách mời tại đêm hội gào thét EQG 2023. Dương Mịch đã nhanh chóng được nằm trên rất nhiều hot shot sau chưa đầy 24 tiếng vì biểu cảm mất kiểm soát khi mắt nhíu lại, gương mặt nhăn nhó quay lại phía sau khi ngồi ở hàng ghế khách mời tại sự kiện này. Vốn tưởng rằng chủ đề này sẽ kết thúc sau khi đêm hội kết thúc, nhưng không ngờ Dương Mịch lại tiếp tục có màn oanh tạc khi lên sân khấu nhận giải. Nữ diễn viên đã giải đáp thắc mắc xuất hiện trong những từ khóa đang ở xu hướng tìm kiếm. Dương Mịch hài hước giải thích biểu cảm không nói nên lời đang được bàn tán của cô ở phía dưới sân khấu là bởi nữ diễn viên này bỗng nghe thấy một tiếng chục rõ to từ Vu Hòa Vĩ Hôn Mã Đông ngồi cạnh mình. Cũng chính vì lời giải thích của Dương Mịch đã khiến netizen ngã ngửa, đồng thời giúp bộ đôi hữu nam Vu Hòa Vĩ và Mã Đông lên top một hot shot. Mặc dù cùng có những khoảnh khắc đáng xấu hổ, nhưng có thể thấy cả Dương Mịch và Lưu Diệc Phi đều nhanh chóng lấy lại được thần thái lẫn hình ảnh trước công chúng. Tình trạng của Đặng Luân sau một năm rời showbiz. Trước khi bị phong sát vì ồn ào trốn thuế 2022, Đặng Luân vốn được dự đoán sẽ làm sao nam tiềm năng nhất showbiz. Nam diễn viên góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách, tên tuổi lên như diều gặp gió sau vai Húc Phượng trong Hương Mật Tựa Khói Sương. Sau khoảng một năm rời xa showbiz, mới đây, người hâm mộ bắt gặp Đặng Luân đi chơi cùng bạn bè. Lâu lắm nam diễn viên mới để lộ mặt và thần sắc hiện tại, khiến khán giả xôn xao bàn tán. Sau khi ở ẩn, Đặng Luân tập trung kinh doanh nhà hàng lẩu, công việc làm ăn rất thuận lợi. Anh liên tục nhận quà tiếp ứng từ fan vào những dịp đặc biệt. Có tin đồn nam diễn viên sẽ khó lòng quay trở lại làng giải trí, một phần vì ồn ào liên quan đến thuế, một phần vì anh đã có định hướng khác. Cũng có blogger loan tin Đặng Luân đã gặp gỡ gia đình bạn gái rồi tính đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên, nam diễn viên chưa lên tiếng xác nhận. Hiện anh đang tập trung cho kinh doanh, thỉnh thoảng tụ tập bạn bè. Vừa qua, cư dân mạng bắt gặp Đặng Luân đi chơi cùng bạn với trạng thái rất tích cực. Nam diễn viên diện trang phục dày dặn màu nâu, đội mũ cùng màu. Trong ảnh, Đặng Luân đang chụp ảnh cho bạn, trông rất chăm chú. Đây cũng là lần hiếm hoi Đặng Luân để lộ mặt. Trước đó, hầu như anh luôn đeo khẩu trang. Khi dung cận, nam diễn viên khiến khán giả không khỏi ganh tị với làn da trắng phát sáng, không chút khuyết điểm.
anh cũng nhận mưa lời khen bởi góc nghiêng thần thánh, sống mũi cao vút. Nhiều người nhận xét, anh còn trẻ hơn so với thời điểm đóng Hương Mật Tựa Khói Sương cùng Dương Tử. Đặng Luân sinh năm 1992, được biết đến là diễn viên thực lực mảng truyền hình Hoa ngữ. Nam diễn viên được biết đến nhiều sau khi tham gia phim Không Phải Hoa Chẳng Phải Sương của biên kịch Vàng Quỳnh Giao. Những dự án có sự góp mặt của anh bao gồm Hoang Lạc Tụng 2, Sở Kiều Truyện, Hương Mật Tựa Khói Sương. Nam diễn viên được đẩy thuyền nhiệt tình với Dương Tử sau một lần hợp tác chung. Hoắc Kiến Hoa xuất hiện trong Nhất Niệm Quang Sơn, đẹp trai thật đấy nhưng có gì đó sai sai. Hoắc Kiến Hoa và Lưu Thi Thi là cặp tiên đồng ngọc nữ màn ảnh chung, cặp đôi đã hợp tác với nhau 4 lần, đáng chú ý nhất là hai tựa phim Nữ Y Minh Phi Truyện và Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3, bản đi một thời gian dài, cả hai chưa có cơ hội tái hợp khiến khán giả vô cùng trông ngóng. Mới đây, cư dân mạng mắt tròn mắt dẹt khi thấy Hoắc Kiến Hoa xuất hiện trong phim Nhất Niệm Quang Sơn của Lưu Thi Thi, tuy nhiên, sự thật đằng sau khiến dân tình ngỡ ngàng. Sau gần 3 năm vắng bóng, Lưu Thi Thi trở lại hoành tráng với hai tựa phim cổ trang được đầu tư khủng, không hổ danh là chị đại lứa 85, phim Nhất Niệm Quang Sơn do cô đóng chính vừa lên sóng, đã đạt thành tích đáng ngưỡng mộ. Tính đến ngày 2 tháng 12, chỉ số nhân vật Ninh Viễn Châu của Lưu Vũ Ninh đã phá mốc 9.0, nhiệt độ phim phá 10.000 và đang tiếp tục tăng. Đặc biệt, Lưu Thi Thi còn được khen là nữ chính thành công nhất những năm gần đây, nhờ diễn xuất ổn định, vẻ ngoài xinh đẹp, đặc biệt. Khả năng múa võ của Lưu Thi Thi và các nhân vật được đánh giá là ao trình loạt đối thủ. Nhiều người dự đoán, phim Sáng Cửa Bạo Khoản nếu giữ vững phong độ như hiện tại. Giữa lúc khán giả đang bàn luận xôn xao về tình tiết phim, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip cắt từ phim Nhất Niệm Quang Sơn. Điều khiến dân tình ngỡ ngàng chính là sự xuất hiện của tài tử Hoắc Kiến Hoa. Không chỉ múa võ cùng Lưu Thi Thi, sau Nam Hoa Thiên Quốc còn có những cảnh quay tình tứ với bạn diễn. Thông tin Hoắc Kiến Hoa xuất hiện trong Nhất Niệm Quang Sơn nhanh chóng đứng top 2 hot search Weibo bản giải trí. Tuy nhiên, fan chưa kịp ăn mừng thì sự thật đằng sau đoạn clip đã được phanh phui. Theo đó, clip trên đúng là cảnh quay trong Nhất Niệm Quang Sơn, nhưng gương mặt Hoắc Kiến Hoa lại được ghép bằng công nghệ AI. Trên thực tế, đây là cảnh đối diện của Lưu Thi Thi với nam chính Lưu Vũ Ninh. Dù chỉ là cắt ghép, song khán giả vẫn công nhận Lưu Thi Thi và Hoắc Kiến Hoa trông rất đẹp đôi, đồng thời kỳ vọng họ sẽ sớm tái hợp. Mệnh danh là nữ hoàng thảm đỏ, nhưng đối thủ của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn bị chê một màu vì chi tiết này tại các sự kiện thời trang. Nối ngôi đàn chị Phạm Băng Băng và Angelababy, Địch Lệ Nhiệt Ba được mệnh danh là nữ hoàng thảm đỏ thế hệ mới. Khi nữ diễn viên biết cách thu hút sự quan tâm của công chúng, mỗi khi góp mặt tại các sự kiện trong nước và quốc tế, tuy được đánh giá cao về phong thái lẫn sắc vóc khi tham dự tuần lễ thời trang Paris hồi đầu tháng 10, song thời gian gần đây, mỹ nhân Tân Cương liên tục mất điểm trước khán giả vì tạo hình lên xuống thất thường. Địch Lệ Nhiệt Ba sải bước trên thảm đỏ eo thịnh điển và vâu với tạo hình vô cùng lạ mắt. Tuy giúp tôn lên nước da trắng sáng cùng ba vòng chuẩn chỉnh, nhưng cả hai mẫu váy thắt eo, cúp ngực tông vàng lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều do không có điểm mới lạ, thậm chí hoa văn thêu và áo choàng có phần lỗi thời. Bên cạnh đó, việc lựa chọn kiểu tóc và tông trang điểm đậm với lớp nền dày cộm cũng khiến người đẹp dừ hơn tuổi thật, như búp bê sáp dưới ánh đèn thảm đỏ. Vì phong độ liên tục giảm sút, danh hiệu nữ hoàng thảm đỏ tại hai sự kiện chính thức về tay người đẹp đồng hương là Cổ Lực Na Trác, mỹ nhân phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp gây sốc vi dùa, khi khoác lên mình bộ đôi váy cưới kiêu sa lộng lẫy, khoe trọn đường cong đẹp mắt. Hay tối ngày 23 tháng 11, sự kiện do Vogue Trung Quốc tổ chức gây chú ý khi quy tụ loạt sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ, giữa loạt nghệ sĩ đình đám, màn xuất hiện của Cổ Lực Na Trác gây chú ý, ngay khi lộ diện trên thảm đỏ. Sau phim Phong Khởi Nghê Thường trong bộ váy trắng lộng lẫy của thương hiệu Việt Nam Yoli Poly đã thu hút toàn bộ ống kính, trang phục trong suốt với các họa tiết được đính kết ấn tượng tôn lên vóc dáng gợi cảm của Cổ Lực Na Trác. Sở dĩ Cổ Lực Na Trác được xem là đối thủ trời định của Địch Lệ Nhiệt Ba, khi cả hai cô gái đều xuất thân từ vùng đất Tân Cương và sinh cùng năm 1992, dù nhận được nhiều lời khen ngợi khi chiếm spotlight với tạo hình cô dâu cực cuốn hút, song khi đặt lên bàn cân so sánh, nhiều khán giả lại cho rằng Cổ Lực Na Trác chỉ mãi một màu, không có điểm bứt phá. Người đẹp theo đuổi phong cách an toàn, khi có ít nhất 6 lần cô nàng diện thiết kế tông trắng, phủ ngập phụ kiện ngọc trai hay trang sức đá lấp lánh. Song song đó, cả hai lần đánh bại Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trác đều chọn bộ cánh trăm năm thuộc dòng hốt cu chờ. Đa số khán giả cảm thấy phong cách của Cổ Lực Na Trác những dịp gần đây đều có nét tương đồng, từ kiểu tóc, trang điểm, kiểu dáng váy, thứ khác biệt nhất có chăng chính là phụ kiện. Người hâm mộ mong muốn nhìn thấy cô nàng thử sức với nhiều phong cách hơn, chứ không mãi trung thành với hình tượng trong trẻo ngọt ngào. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn,
các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.